xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh bà hồng audio à, video clip lần này em lên sóng một chiếc đầu vô cùng hot hit và đầu bà của Magnetot có model là mcd 600 à, chiếc đầu này thì vừa có chức năng đọc đĩa cd à, vừa có chức năng à, làm giải mã và vừa có chức năng đọc đĩa SACD. À, đây là một trong hai những chiếc đầu cao cấp bậc nhất của marriott à, chiếc đầu này thì à, với cái hệ thống chip giải mã cao cấp nhất cho chất lượng âm thanh tuyệt vời và vô cùng là hoàn hảo đến từ thương hiệu mang có một cái chất âm bóc tách chi tiết và các giải rất là rõ ràng rõ nét anh em nào chơi nhiều loại nhạc thì sẽ đáp ứng tốt cho chiếc đầu này và hiện tại thì bên em đang có sẵn hàng line new còn nguyên bảo hành hãng 2 năm với mức giá siêu tốt quý vị bạn có thể tham khảo trên thị trường mức giá lít đang là 230 triệu đồng À, thì bên em đang có hàng line new với mức giá là chỉ còn 135 triệu đồng. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với báo ông audio sẽ có mức giá tốt hơn để giao lưu với mọi người. Anh em lưu ý là hàng line new còn nguyên bảo hành hãng 2 năm. Đó, chứ không phải là hàng cũ nhé, anh em đừng so sánh với hàng cũ. Hàng cũ trên thị trường thì cũng đã giao dịch vào tầm giá khoảng tầm uh, 140 trên 140 triệu đồng rồi. Và em này thì uh, có mức giá vô cùng tốt Hàng Line New còn nguyên bảo hành hãng Cho anh em chơi 2 năm luôn Đó, vô cùng là hoàn hảo Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp Với báo Hồng Audio nha Sẽ có mức giá tốt hơn để giao lưu với mọi người MyTot MCD600 Hàng Line New, uh, nguyên bảo hành hãng 2 năm Em này thì uh, đọc đĩa CD Đọc đĩa SACD uh, mọi, uh, Chơi DAC vô cùng hoàn hảo Đó. Và đặc biệt là cái mạch DAC Của đầu này thì uh, cho chất lượng âm thanh rất là cao. Em này thì có đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi để chúng ta chơi à, và đặc biệt là có thêm chức năng là volume để chúng ta có thể sử dụng thẳng với bao à, dùng chiếc đầu này như là một chiếc pre à, rất là tiện lợi. À, trong đó thì chúng ta sẽ có hai đường ra fix à, và hai đường ra qua volume đó rca ba lăng rca ba lăng à, có hai đường ra kỹ thuật số và hai đường vào kỹ thuật số để chúng ta chơi giải mã và chiếc đầu này thì có tới uh, 8 kênh gồm 4 kênh đác và mỗi kênh được bổ sung thêm tín hiệu là, là cấu trúc là quắc ba lăng uh, có khả năng tái tạo lại âm thanh hiệu quả vượt trội nhất và giải mã lên tới 32 bit 8 kênh thực sự là rất là tuyệt vời uh, nhạc PCM thì xử lý được uh, tần số có độ nhập PCM khi qua xử lý sẽ cho độ phân giải up lên tới là 384 kHz 32 bit Ngoài ra thì uh, ở phía đằng trước Chúng ta còn có một cổng USB đó, USB ở phía đằng trước này Chúng ta có thể đọc được nhạc uh, Rất nhiều định dạng Trong đó thì có định dạng uh, DSD uh, Định dạng FLAC MP3 WAV 24 bit uh, WMA Hay là AIFF Nhạc ALAC, nhạc ACC Vân vân uh, Đọc được uh, uh, Trực tiếp USB hoặc là ổ cứng vào đây Chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời luôn Đây là một chiếc đầu có thể nói rằng uh, toàn năng à, giải mã 32 bit 8 kênh thực sự vô cùng là tuyệt vời à, chúng ta có thể nhìn thấy là thiết kế quen thuộc của tốt thì là với một cái mặt kính à, đen tuyền đó à, và ở chính giữa thì có một cái cửa đĩa CD ở đây à, bên dưới là mặt đồng hồ à, mặt đồng hồ để báo bên tay phải là volume bên tay trái là chọn đường vào à, có chức năng chơi à, cho tai nghe rất là tuyệt vời đó em này là hàng line new à uh, full tất cả uh, còn bảo hành hãng 2 năm với mức giá siêu tốt. Thị trường đang bán hàng cũ rơi vào khoảng 140 trên 140 triệu đồng thì bên em đang có hàng live new, uh, còn bảo hành hãng với mức giá siêu sốc cho anh em duy nhất trong ngày uh, ngày hôm nay uh, chỉ còn là 135 triệu đồng thưa quý vị bạn, hàng full bảo hành hãng. Đó. Vô cùng yên tâm chơi luôn. Đó. Em này thì uh, uh, hoàn hảo luôn. Cao cấp bậc nhất luôn. Chơi em này thì uh, Uh, không cần phải tính đến nước uh, đổi đầu CD nữa Đây là một trong những chiếc đầu CD cao cấp nhất hiện nay của Magnetot rồi Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với bà ông Audio em xin nhắc lại uh, Đầu CD Magnetot MCD 600 Line New Giá lít đang là 230 triệu Giá hàng cũ anh em đang bán với mức giá là trên dưới 140 Và em này thì uh, giao lưu với mọi người mức giá là 135 triệu đồng Hàng full bảo hành hãng Hoàn toàn yên tâm chơi À, bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với báo hồng audio Ở duy nhất một máy liên hệ trực tiếp em sẽ có mức giá tốt hơn để giao lưu với mọi người xin chào và xin hẹn gặp lại